Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 trên đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, một người lái xe máy thản nhiên bám đuôi một xe máy khác để vượt qua một xe tải. Dù không đảm bảo an toàn nhưng người này vẫn cố đi ở làn ngược chiều để vượt, dẫn đến va chạm với xe đi hướng ngược lại. Hậu quả, người đi xe máy va vào xe tải rồi ngã ra đường. Hành vi vượt ẩu trong trường hợp không đảm bảo an toàn là vi phạm luật giao thông đường bộ, dễ dàng gây ra tai nạn. Luật giao thông đường bộ quy định xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. Nếu vượt xe không đảm bảo an toàn gây tai nạn, xe máy sẽ bị phạt từ 4 đến 5 triệu đồng, tước bằng lái từ 2 đến 4 tháng. Vì vậy mỗi lái xe cần chú ý chỉ vượt xe tại những nơi được phép vượt, không vượt phải và tuân thủ các quy định an toàn khi vượt xe. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 trên quốc lộ 21B đoạn qua huyện Ứng Hòa, Hà Nội, một ô tô đang di chuyển thì bất ngờ chiếu đèn công suất lớn, gây chói mắt người đi đường theo hướng ngược lại. Hành vi độ chế đèn công suất lớn là vi phạm luật giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho người đi đường do những chiếc đèn này gây chói lóa tầm nhìn của các phương tiện, khó có thể quan sát chướng ngại vật, nhất là khi trời tối. Thực tế có nhiều vụ tai nạn giao thông do hành vi độ chế đèn gây chói lóa cho các phương tiện khác. Mặt khác, việc lắp thêm các loại đèn siêu sáng, đèn có cường độ, công suất lớn sẽ buộc lái xe phải đấu nối thêm đường điện, dẫn tới nguy cơ cháy nổ do các thiết bị quá tải hoặc không tương thích. Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân và người khác, các lái xe cần phải chấp hành nghiêm các quy định an toàn giao thông và đặc biệt, không được tự ý độ chế thêm đèn chiếu sáng trên xe.